Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thám hiểm thế giới kỳ diệu của các siêu anh hùng nhỏ bé, côn trùng. Bạn đã sẵn sàng gặp gỡ những nhân vật thú vị chưa? Hãy cùng tôi đọc tên và khám phá về bọ cánh cứng bling bling, bướm màu mè và bọ rùa may mắn. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những đặc điểm độc đáo và công việc tuyệt vời mà chúng có. Bắt đầu thôi nào! Đây là con gì? Con bướm. Con bướm. Butterfly. Đây là con gì? Con chuồn chuồn. Con chuồn chuồn. Dragonfly. Đây là con gì? Con bọ ngựa. Con bọ ngựa. Mantis. Đây là con gì? Con châu chấu. Con châu chấu. Grasshopper. Đây là con gì? Con ong. Con ong. Bee. Đây là con gì? Con kiến. Con kiến. Ant. Đây là con gì? Con nhện. Con nhện. Spider. Đây là con gì? Con sâu. Con sâu. Worm. Đây là con gì? Con bọ xít. Con bọ xít. Stink bug. Đây là con gì? Con bọ rùa. Con bọ rùa. Ladybug. Đây là con gì? Con bọ hung. Con bọ hung. Door beetle. Đây là con gì? Con bọ cạp. Con bọ cạp. Scorpion. Đây là con gì? Con rết. Con rết. Centipede. Đây là con gì? Con cuốn chiếu. Con cuốn chiếu. Myriapod. Đây là con gì? Con muỗi. Con muỗi. Mosquito. Đây là con gì? Con ruồi. Con ruồi. Fly. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn luôn nhiệt huyết và sẵn sàng khám phá. Tạm biệt.